Chào mọi người quay lại với Phụ Tùng Xe Đạp. Hôm nay mình xin giới thiệu cái mẫu Kidong Carbon hiệu Arus của Blue. Đây là thương hiệu rất là được ưa chuộng ở thị trường Mỹ cũng như nổi tiếng ở trên thị trường quốc tế nha. Riêng ở Việt Nam thì hiện tại vẫn chưa có nhiều người biết tới nó cho lắm. Nhưng mà với cái chất lượng cũng như là giá thành của sản phẩm thì mình tin là sắp tới đây thì cái mẫu Arus này sẽ là một cái mẫu rất là được mọi người ưa chuộng. Đây mọi người có thể quan sát cái độ cong và độ lài của cái phần tay cầm. Nhìn kỹ thì cái vân đá, vân sọc của carbon rất là đẹp ha. Như là cái thương hiệu Arus Carbon được ghi rõ ràng, rõ nét. Thì với cái dòng này nó chỉ phù hợp với lại những bạn mà chạy xe bông tăng 31.8 là ok ha. Còn ngoài ra thì 25.4 thì không xài được cái mẫu này rồi. Hiện tại thì cái mẫu Arus này ở bên mình có đầy đủ 3 size. Size 38, 40 và 42, 44. Với giá thành chỉ từ 1,2 triệu một cây cho nên mình nghĩ là cái cây giá này giá carbon như thế này thì phù hợp với túi tiền của mọi người. Cũng như là nếu mà bạn mà đi tập thành chơi xe road á. Ba size đầy đủ của nó là 40, 42, 44. Hàng carbon chính hãng. Mình nghĩ là cái giá này thực sự là rất là hợp lý. Đây. Mọi người có thể quan sát. Vân carbon của nó rất là rõ nét. Như cho mấy bạn mặc mũi tập tành chơi thì mình nghĩ đây là cái giá rất là hợp lý.